Chào các bạn đã chọn kênh Món Ngon Hồ Gươm để theo dõi. Hôm nay Món Ngon Hồ Gươm mời các bạn cùng vào bếp chúng ta thực hiện món bánh tráng nướng. Nguyên liệu chuẩn bị gồm có vỏ bánh đa nem, giò lụa hay còn gọi là chả giò, hành, trứng, hành phi, tương ớt, phô mai bò cười. Đó là những nguyên liệu để làm món này. Hành lá tôi đã cắt nhỏ, giò lụa thái chỉ. Các bạn có thể thay giò lụa này bằng các cái nhân khác, ví dụ như là thịt bò bằm, thịt lợn băm, hay là hem, hay là lạp xưởng. Mình thích cái loại nhân nào các bạn chuẩn bị loại nhân đó. Chúng ta chuẩn bị một cái chảo đặt lên bếp, nó dày một chút để làm cái món này nó sẽ giòn và ngon hơn. Chảo đã bắt đầu nóng, tôi cho cái vỏ bánh đa nem này. Chính gốc của cái món này là bánh đa nướng trên than. Hôm nay tôi không dùng nướng trên than hoặc nướng trực tiếp trên bếp mà tôi để trên một cái chảo dày như thế này. Sau khi trứng đã được tán đều trên cái mặt cái bánh đa này, ta cho một cái miếng phô mai bò cười lên, tiếp tục làm cho nó đều trên cái bánh tráng này. Phô mai đã được tán đều, tôi cho rắc đều cái chả lụa đã được cắt chỉ như thế này. Đây là hành phi, các bạn nào chưa có hành phi sẵn như này thì các bạn có thể mua hành tím về tự phi lấy hành. Đó. Trong quá trình làm cái món này các bạn để lửa nhỏ để cho cái vỏ bánh nó được giòn. Bây giờ cái vỏ bánh nó được giòn rồi, phần dưới nó đã vàng rồi. Đó, thật là nhỏ lửa thì nó mới vàng chín được. Cái bánh đã rất là chín vàng và rất là giòn rồi các bạn. Bây giờ tôi nhấc ra nhé. Bây giờ mời các bạn cùng nếm thử với tôi món bánh tráng nướng. Rất là giòn. Rất ngon các bạn ạ. Trong thì rất là mềm, rất là thơm. Phô mai thì rất là béo, vỏ thì rất là giòn, rất là ngon. Các bạn hãy làm thử món này nhé. Các bạn vừa theo dõi video hướng dẫn cách làm món bánh tráng nướng của Món Ngon Hồ Gươm. Các bạn hãy chia sẻ video này với bạn bè. Hãy nhấn nút đăng ký để nhận được nhiều video mới nhất của Món Ngon Hồ Gươm. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình kỳ tới. Xin chào!